Tiếp theo là những thông tin mới nhất về tình hình dịch bệnh COVID-19 chúng tôi vừa cập nhật. Trong chiều nay, nước ta ghi nhận thêm 8 ca mắc mới COVID-19, trong đó 7 ca ghi nhận trong nước tại Hải Dương, 1 ca ở Tây Ninh là trường hợp nhập cảnh được cách ly ngay. Như vậy, đến 18 giờ ngày hôm nay, Việt Nam có tổng cộng 1.520 ca mắc mới COVID-19 do lây nhiễm trong nước. Trong đó, số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27 tháng 1 đến nay là 827 ca. Tại cuộc họp về tổ chức chiến dịch tiêm chủng vaccine COVID-19, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long nhấn mạnh đây là chiến dịch tiêm chủng lớn nhất từ trước đến nay ở Việt Nam với hơn 100 triệu liều. Bộ Y tế đang chuẩn bị khẩn trương các kịch bản, huy động tất cả đơn vị trong và ngoài ngành y tế tham gia vào quá trình tiêm để đẩy nhanh tiến độ tiêm, đảm bảo độ bao phủ, làm sao sớm đưa cuộc sống trở lại bình thường, giảm tác động của đại dịch COVID-19 đến đời sống. Đến nay, tỉnh Yên Bái chưa phát hiện ca nhiễm COVID-19 nào. Đến chiều tối qua, toàn tỉnh có 41 trường hợp đang cách ly tập trung, cách ly tại nhà 15 trường hợp và theo dõi sức khỏe 700 trường hợp. Từ ngày 28 tháng 1 đến ngày hôm qua, toàn tỉnh đã lấy 1.817 mẫu xét nghiệm, trong đó có 1.810 mẫu có kết quả âm tính SARS-CoV-2 và 7 mẫu đang chờ kết quả. Trong ngày hôm qua, các chốt kiểm dịch y tế liên ngành trên địa bàn tỉnh cũng đã kiểm tra 3.276 phương tiện giao thông, khai báo y tế 8.710 lượt người, trong đó có 529 người đi từ các địa phương có dịch về. Tính đến nay, thế giới đã ghi nhận hơn 113 triệu ca nhiễm COVID-19, trong đó có hơn 2,5 triệu ca đã tử vong. Mỹ tiếp tục là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nhất với trên 28 triệu ca nhiễm và 518.000 người tử vong do COVID-19.